Hello quý anh chị. Mến chào quý anh chị đã với kênh Đức Ô Tô Cũ Sài Gòn nha. Số điện thoại em là 0889 922 878. Thì trước mắt quý anh chị đây, một con xe mà nhìn đầu xe, logo thì chắc chắn là bàn về giá thôi. Tại vì Toyota Innova này được mệnh danh là xe của quốc dân, xe của toàn thể quý anh chị đi tiết kiệm, nhẹ nhàng, bền bỉ, giữ giá, vận hành êm ái, thì chủ yếu là bàn về giá thôi. Quý anh chị đã biết sơ bộ qua rồi. Thì trước mắt quý anh chị đây, em xin giới thiệu đến quý anh chị một con Toyota Innova đời 21, đi lướt 13.000 km nha. Giá bên em đang chào bán là 749 triệu, còn bất chút lọt cho quý anh chị xem xe trực tiếp tại cửa hàng bên em, hoặc là giao xe tận nhà. Alo cho em đi, em giao xe tận nhà xong chốt rồi hả, full tiền nha. Cái mặt ca lăng đời 21 này là mặt ca lăng mới nha quý anh chị. Đấy, rất là đẹp nha, rất là sáng, sạch sẽ. Bị số 83 em thu từ Sóc Trăng về, thì bên em sẽ hỗ trợ rút gốc sang tên toàn quốc. Quý anh chị yên tâm về hồ sơ pháp lý. Đấy, xe thì nguyên zin từ A tới Z luôn. Một chủ sử dụng từ đầu xe này thì chắc chắn là không đăng ký kinh doanh này. Quý anh chị mua về đăng ký kinh doanh hoặc là đi gia đình đều rất là ok nha. Xe 7 chỗ MPB, máy 2.0, đi bền bỉ, tiết kiệm, vận hành êm ái, bảo trì bảo dưỡng rẻ, đăng kiểm còn đến tháng 2 năm 2024 vô tư dùng luôn. Mâm lốp nguyên zin từ A tới Z, phanh đĩa luôn, ga gió còn cực kỳ sâu đây. Đấy, nước sơn đồng màu liền lạc từ trước ra sau nha, phim cách nhiệt đồ đầy đủ nè, phanh dài phanh tăng chống thôi. Bản là bản 2.0 nha, bản 2.0 nha. Trang bị camera sau cảm biến đồ đầy đủ nha. Đây, phần cốp nè, phần cốp còn các chi tiết nỉ da nè, còn sáng mới nha, xe đi lướt, chủ giữ kỹ nữa, 21 mới đi 13.000 km đấy, còn căng bóng mới nha. Để em quay cho quý anh chị xem dầm bệ nguyên zin từ A tới Z. Ồ, xe vỏ xe cua thì chưa hạ luôn đấy, quý anh chị xem xe can xe cọp thì giá bên em đang chào bán là 749 triệu, còn bất chút lọc cho quý anh chị nha. Xe can xe cọp thị trường hiện tại rất là hiếm hàng, là bên cơ hao nhiên liệu tầm 8.3 đến 10.8 thôi. Đi máy xăng thì em máy hơn quý anh chị, máy xăng, nhưng mà thị trường dần bình ổn giá trở lại, xăng dầu thì như nhau, đi êm ái, đi gia đình thoải mái, không có bị bồng bềnh. Đấy, lót sàn nè, trần nguyên zin, ghế nỉ màu đen phối kem cực kỳ sáng xe luôn nha, rộng rãi. Innova mà, nói chung mua Innova thì quý anh chị biết rồi. Nói tới dòng xe 7 chỗ thì nghĩ ngay đến Innova hoặc là Toyota, không có phải lăn tăn về xem lựa chọn một con xe nào. Giữ giá, bền bỉ, tiết kiệm, êm ái. Em mở quạt nhỏ lại, bảo trì bảo dưỡng thì full lịch sử hãng luôn. Đấy, ta lái vô lăng nè, còn cực kỳ ken cọp nha, đường chỉ mai nè, rất sáng, rất là nhiều nút bấm, nghe nhạc, đàm thoại, gánh tay, giải trí đều đầy đủ. Đây, để em lên khoan lái cho anh chị xem. Ô đô chuẩn 13.225 km nha. Bên em cam kết bằng giấy tờ nhân bản đầy đủ luôn, màn hình zin theo xe, các nút bấm nè, chỉnh gió, máy lạnh đồ đều cơ thôi. Tại vì Toyota tại sao nó bền, tại vì dùng đồ cơ nhiều, ít bị hỏng giặt, dùng đồ điện thì hay bị lỗi, dùng đồ cơ chắc chắn, bền bỉ, tiết kiệm. Đấy, lựa chọn Toyota, nếu như quý anh chị lăn tăn suy nghĩ về dòng xe 7 chỗ thì nên chọn ngay một con Toyota Innova này nha. Đây, có hai chế độ lái luôn, Eco Power, đi tiết kiệm, đi vượt địa hình, đèo núi hay là đều rất ok nha. Cân bằng điện tử nè, sấy kính nè, số sàn thôi, số sàn thì đi tiết kiệm hơn nha quý anh chị. Đấy, số sàn. Đây, còn sáng mới nha, cực kỳ ken cọp luôn. Có cảnh báo chống va chạm phía sau đây. Đây là phần cảnh báo chống va chạm phía sau. Để em mở nắp combo cho quý chị xem. Máy móc thì nguyên zin như em cam kết nha. Tại vì xe bên em thì bán số lượng lớn nên là phải cam kết rõ ràng đầy đủ, xe máy móc phải nguyên zin. Không phải vì một xe mà để mất uy tín đến cửa hàng bên em. Đấy, ốc ác kêu chỉ mối nối nguyên zin từ A tới Z nha. Xe không cam kết, xe cam kết không đâm đụng, tai nạn thi tích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, bao tích hãng toàn quốc luôn.
Quý anh chị ở xa ân alo cho em đi, em giao xe tận nhà xong thanh toán tiền sau nha. Đấy. Rồi. Xe quốc dân. Chỉ đang tăng về giá. Toyota Innova đời 21 đi 13.000 cây. Số sàn bản 2.0e số sàn. Giá anh em đang chào bán là 749 triệu. 749 triệu còn bất chốt lập cho quý anh chị xem chốt sớm. Nhớ cho em xem một like, subscribe cũng như comment ý kiến của quý anh chị về con xe này hay là về cái video em có sai chỗ nào đó thì chia sẻ giúp em hoàn thiện video chi tiết hơn, hoàn thiện hơn, rõ hơn để phục vụ quý anh chị xem cho nó thoải mái, chọn được một con xe ưng ý, giá tốt, đúng nhu cầu mục đích của mình, không phải bị hố giá hay là xe lỗi lầm. Thì cứ quý anh chị có thắc mắc gì về xe hay là thu mua định giá xe gì cứ alo cho em, số điện thoại em có ghi trên trang đó, em Đức 0889922878, có số Zalo đầy đủ luôn, em bóc Zalo cho em gọi thoải mái hoặc là nhá máy thôi em gọi lại luôn. Quý anh chị mua con xe vài trăm triệu nếu như mà có vài ngàn mà gọi video gọi gọi điện thoại không được thì cứ alo cho em đi, em nhà gọi điện lại tư vấn cho quý anh chị chi tiết nhất luôn để chọn một con xe ưng ý nhất. Tại vì xe cũ nó khác với thị trường xe mới nha. Xe cũ là phải chắc chắn, cái việc phải chắc chắn từ giấy tờ, hồ sơ pháp lý, máy móc, gầm bệ đồ phải chắc chắn nha. Rồi, nếu như xem được video này á thì cứ alo cho em đi, thoải mái comment ý kiến của quý anh chị nha. Trao đổi cho em thêm kiến thức để mà hiểu biết hơn, chia sẻ để ra video chi tiết hơn, hoàn chỉnh hơn, ổn định hơn để phục vụ quý anh chị xem nha. Rồi. Bye bye quý anh chị nha, hẹn gặp quý anh chị ở những video tiếp theo nha.